Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, sau thông báo ngày 27 tháng 12 về việc Avangard, tên lửa siêu thanh đầu tiên của Nga đã được triển khai, thì ngày 28 tháng 12 vừa qua, tướng Alexei Krivoruchko, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cho biết rằng hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometey mới nhất của Nga cũng sẽ bắt đầu thử nghiệm vào năm 2020. Theo kế hoạch, việc giao hàng sẽ có thể bắt đầu vào năm 2025. Hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik đã đưa tin rằng ông Krivoruchko đã nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Sao Đỏ rằng dự kiến bắt đầu thử nghiệm bước đầu cả hệ thống tên lửa phòng không S-500 vào năm tới và những sản phẩm đầu tiên sẽ được giao vào năm 2025. Việc nghiên cứu sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-500 được bắt đầu vào tháng 6 năm 2019. Ông Sergey Zhiminov, giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Rostec của Nga, đã tuyên bố rằng bất kể người nào trả bao nhiêu tiền, Nga cũng sẽ không bán hệ thống tên lửa này. Ông nói rằng trước tiên phải đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga. Đối với Mỹ, nếu như hệ thống S-500 được triển khai thì sẽ là một nguy cơ nghiêm trọng. Hiện nay, quân đội Mỹ đang dốc sức nghiên cứu và trang bị hệ thống vũ khí siêu thanh. Trong khi đó, Nga đã có khả năng chống lại các loại vũ khí đó. Quân đội Nga nói rằng hệ thống tên lửa phòng không S-500 có tầm bắn là 600 km, có thể phát hiện và đồng thời đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo với tốc độ 7 km/h và có khả năng tiêu diệt tên lửa siêu thanh. Được biết, tên lửa này có tính năng vượt trội so với tên lửa phòng không S-400 hiện có và có khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Một nhân sĩ liên quan của Nga cho biết rằng hệ thống phòng không S-500 có nhiều ưu điểm so với hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ và một số khả năng tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất không thể có được. Hệ thống S-500 được Nga phát triển và phát triển độc lập trên cơ sở hệ thống S-400. Mục tiêu của nó bao gồm các UAV nhỏ, tên lửa hành trình tầm thấp và tên lửa đạn đạo chiến lược bay ở tốc độ cao tại khoảng cách 500 km. Dựa trên tính năng này, khả năng chiến đấu có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có trên thế giới. Nói cách khác, nó có thể gây ra mối đe dọa dành cho Mỹ. Hệ thống chống tên lửa của Mỹ hiện nay không có khả năng đánh chặn các mục tiêu có tốc độ siêu thanh. Nga có những lợi thế nhất định về vấn đề này. Họ không chỉ phát triển và đã trang bị một số loại tên lửa siêu thanh, mà còn tạo ra bước đột phá trong các hệ thống chống tên lửa. Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ luôn coi vũ khí siêu thanh là thứ có khả năng thay đổi quy tắc trò chơi chiến tranh. Trước đây, đã có thông tin cho rằng quân đội Mỹ sẽ triển khai một hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa mới vào trước năm 2023. Điều đáng tiếc là người phụ trách liên quan của công ty Lockheed Martin đã đổ nước lạnh vào kế hoạch này. Người phụ trách này nói rằng đã có nhiều vấn đề về nhân lực, tài chính và vật chất trong quá trình thực hiện dự án. Nay chỉ còn cách thời hạn đó là 4 năm. Vậy liệu Mỹ có thể hoàn thành việc triển khai tên lửa siêu thanh vào trước năm 2023 hay không? Vẫn còn là một dấu hỏi. Đáp lại, một số cư dân mạng đã bình luận rằng trong quá trình phát triển tên lửa siêu thanh, quân đội Mỹ quả thực đã thức dậy sớm nhưng lại đến chợ quá muộn. Tên lửa S-500 Prometey, tên tiếng Nga là Prometheus, được phát triển bởi Cục Thiết kế Trung tâm Diamond Antae, cho đến nay vẫn chưa được công khai hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nó có thể đánh chặn các loại máy bay và tên lửa đạn đạo. Vào tháng 5 năm 2018, truyền thông Mỹ tiết lộ rằng Nga gần đây đã lặng lẽ bắn thử S-500. Tin cho biết rằng S-500 đã bắn trúng mục tiêu tại khoảng cách 481 km, xa hơn gần 80 km so với vụ thử nghiệm công khai trước đó. Vào tháng 4 năm 2019, hệ thống radar của tên lửa S-500 đã được nghiệm thu. Và mới đây, theo các nguồn tin quân sự cho biết rằng các chuyên gia đã thấy các hệ thống S-500 xuất hiện tại căn cứ không quân Haymin của Syria. Công nghệ S-500 thì được cải tiến và nâng cấp từ S-400. S-500 có thể khóa 10 mục tiêu tấn công cùng một lúc, trong khi S-400 chỉ có thể khóa 6 mục tiêu. Vì vậy, phương tiện phóng cũng đã được nâng cấp từ tổ hợp 4 ống thành tổ hợp 6 ống phóng với số lượng đạn nhiều hơn. S-500 có tầm bắn tối đa là 600 km, đánh chặn tên lửa và 400 km dành cho đánh chặn máy bay. Chiều cao bắn tối đa của nó là từ 180 đến 200 km. Nó đánh chặn mục tiêu có tốc độ bay tối đa là 5.000 m/s, tức là gấp 15 lần tốc độ âm thanh. Phạm vi phát hiện mục tiêu tối đa của radar của nó là 3.000 km. Mỗi tổ hợp phóng chính của S-500 được trang bị như sau, gồm một dàn phóng 6 ống 77P6 gắn trên xe tải BAZ 69096 10x10 và ít nhất là 6 dàn cho một tiểu đoàn. Mô đun xe chỉ huy 55K6MA được đặt trên xe tải BAZ 69092. Ngoài ra, hệ thống này gồm có 3 radar chính. Thứ nhất là radar chiến thuật 91N6A gắn trên xe tải BAZ 6403, radar khóa độ cao 96L6TSP gắn trên xe tải BAZ 69096 và radar 77T6ABM gắn trên xe tải BAZ 69096. Một câu hỏi được đặt ra lúc này, liệu S-500 có phải là giới hạn cuối cùng của quân đội Nga hay không? Có một chi tiết rất thú vị có thể trả lời một phần của câu hỏi này. Đó là trong một cuộc phỏng vấn, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do của Liên bang Nga, ông Vladimir Zhirinovsky đã lỡ miệng nói rằng quân đội Nga đang có các hệ thống phòng không S-500, S-600 và thậm chí là S-700. Tuyên bố của vị chính khách được đưa ra trong chương trình truyền hình buổi tối với Vladimir Solokhov trên kênh Russia 1. Ông Zhirinovsky đã đưa ra những lời này trong bình luận về tình hình xung quanh các tổ hợp S-300 mà gần đây Nga đã bàn giao cho lực lượng vũ trang Syria. Ông lưu ý rằng tổ hợp chống máy bay của Nga gây ra nỗi hoảng loạn tại Israel bởi vì S-300 có thể bắn hạ bất kỳ máy bay quân sự nào. Hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới là gia đình nhà S của Nga. Chúng ta còn có S-400, S-500, S-600 và S-700, nghị sĩ tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng Nga có thể chặn bầu trời của toàn bộ hành tinh và không một máy bay nào có thể cất cánh. Tuyên bố của chính trị gia này khiến cho khán giả trong phòng quay cười rộ và người dẫn chương trình Vladimir Solokhov đã nói đùa rằng đừng nên tiết lộ mọi bí mật, nếu không có thể lỡ miệng kể với thế giới cả về S-1500. Đáp lại, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do của Nga nói rằng S-700 sẽ là tổ hợp cuối cùng trong số tất cả các hệ thống phòng không trên thế giới, bởi vì tổ hợp này có khả năng đánh chặn bất kỳ hoạt động hàng không nào trên toàn thế giới. Theo Tổng biên tập tạp chí Phòng thủ Quốc gia, hệ thống này có thể xuất hiện trong 25 đến 30 năm tới. Tổ hợp S-700, nếu như nó nhận được tên gọi chính xác như vậy, có thể trở thành hệ thống phòng thủ tên lửa bằng laser với các nền tảng chiến đấu được triển khai trong không gian vũ trụ gần trái đất, chuyên gia quân sự Igor Korostenko đã dự đoán. Đây là ý kiến nhận xét của chuyên gia trước tuyên bố của ông Vladimir Zhirinovsky. Dường như trong biên chế lực lượng vũ trang nhà không chỉ có S-300 và S-400, mà còn có cả S-500, S-600 và S-700 đang phục vụ. Một lúc nào đó trong 25 đến 30 năm sau, khi Mỹ bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang trên không gian, Nga sẽ phải phản ứng đáp trả lại điều này. Và chúng ta có thể nói về việc triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa trong không gian vũ trụ gần, đặt trên các vệ tinh quân sự quay quanh quỹ đạo với việc sử dụng vũ khí theo các nguyên tắc vật lý mới, trước hết là laser, ông Korostenko đã dự đoán. Theo ông, những hệ thống này dựa trên sự phát triển tiến bộ của các tổ hợp phòng không và tên lửa phòng thủ trên cơ sở những công nghệ ngày nay đã có trong tay S-500. Ông Korostenko cũng cho rằng phiên bản hiện đại hóa tiếp theo của S-500 có thể dẫn đến việc tạo ra các hệ thống S-600 bố trí trên mặt đất trong 15 đến 20 năm tới và S-700 trở thành hướng thứ hai của việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên không gian. Nếu như chúng ta duy trì tính liên tục, có lẽ sẽ có S-700. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ có S-500 làm cơ sở hỏa lực thuộc hệ thống phòng không vũ trụ. Vấn đề không phải là tên gọi mà nó thuộc về nguyên tắc. Nghe qua thì biết có lẽ là các chuyên gia quân sự Nga đang chém gió. Thế nhưng một điều là sự thật, đó là hệ thống phòng không S-500 của Nga đang buộc các kẻ thù tiềm năng chống Nga như là Mỹ và NATO phải thay đổi các chiến lược tác chiến trên đường không trong tương lai gần nếu như không muốn bị tụt hậu và bị người Nga thống lĩnh thế giới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.